Nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018, công ty Delta chào đón anh chị em về làm việc tại công ty. Năm 2018, công ty Delta khánh thành và đưa vào hoạt động trên 65.000 m2 nhà xưởng, ký hợp tác với các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản, Mỹ. Hiện nay công ty cần tuyển 2.000 công nhân may công nghiệp, đối với lao động có tay nghề, mức thu nhập từ 5 đến 9 triệu đồng mỗi tháng. Lao động chưa có tay nghề được công ty đào tạo nghề may công nghiệp, mức lương trên 4,2 triệu đồng mỗi tháng, được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của công ty. Đặc biệt lao động ở xa được công ty cấp nhà ở, mua nhà với giá ưu đãi và được gửi con tại trường mầm non Họa Mi Delta đạt chuẩn quốc tế. Hãy đến với chúng tôi, nơi giá trị của bạn được nâng niu và gìn giữ.